Thôi thì mong Bình Dương trụ hạng để mùa sau anh em mình còn được xem. Đó là những comment vui của cổ động viên Thanh Hóa và Nghệ An khi BKMX Bình Dương đang lâm nguy vào mùa giải V-League 2023. Chúng ta đều biết những người lao động ở hai tỉnh này làm việc tại phía Nam là con số khổng lồ. Vì vậy, cuối cùng thì họ cũng đã đáp ứng được kỳ vọng của cổ động viên Thanh Hóa và Nghệ An khi bước lên ở những vòng đấu cuối cùng để ở lại với V-League mùa tới. Vòng đấu này, tâm điểm sẽ tiếp tục ở sân Bình Dương, sẽ tiếp tục được đá trên sân nhà để tiếp đón Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng lúc này phải nói là không ngán bất cứ đội bóng nào. Tưởng rằng cuộc thay máu năm nay chỉ khiến cho BKMX Bình Dương ổn định lại sau cơn chết hụt vào mùa giải trước. Nhưng không ngờ những tân binh mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đưa về, không ít thì nhiều cũng đang thể hiện được giá trị của mình. Như đôi cánh Duy Thường, Minh Trọng, tiền vệ Hải Huy hay trung vệ Quế Hữu Hải. Trường hợp đáng tiếc nhất của đội chủ sân Bình Dương khi trung vệ Quế Hữu Hải vẫn đang quá dễ gặp chấn thương và không đóng góp nhiều vào lối chơi của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Những trận thắng tối thiểu và sân nút luôn là đặc trưng của Bình Dương bao năm nay, và điều đó đang được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phát huy triệt để, nhất là trong chiến thắng Nam Định ở vòng đấu trước. Mất Quế Hữu Hải trong thời gian không ngắn là thiệt thòi cho Bình Dương, nhưng đổi lại họ như được hồi sinh ngôi sao số 1 bao năm nay, đó là Tiến Linh, khi tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã có 3 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất cho đội bóng đất thủ và đập tan nghi ngờ về phong độ trong khoảng thời gian sau AFF Cup 2022. Với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, việc cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị là công việc khó khăn, nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình thì ông luôn làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Bao lần chê trách Tiến Linh, bao lần bảo anh ta không đủ thể lực thì cuối cùng tấm bằng thủ quân vẫn trao cho số 22 như sự tin tưởng và không bao giờ mất niềm tin vào vua phân lưới Đông Nam Á năm 2022. Đối với Đông Á Thanh Hóa, việc mất người sớm đã khiến cho họ gặp khó khăn trong việc đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thứ sáu này, khán đài C và D của sân Bình Dương sẽ phủ sắc vàng như một sự khích lệ cho thầy trò huấn luyện viên Veleza Popov trong việc tiếp tục gây khó khăn cho các đại gia. Sau cuộc họp báo sau trận hòa với Thành phố Hồ Chí Minh, thì có thể thấy kinh tế đang là bài toán đau đầu với Thanh Hóa ngay lúc này, khi vị chiến lược gia người Bulgari cũng ngầm thông báo mục tiêu chỉ là top 6 mà thôi và trọng tài hãy công bằng hơn vì Thanh Hóa sẽ không đua vô địch được đâu. Một trận chiến thực sự giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 3. Trong lịch sử thì đã có quá nhiều sự hấp dẫn giữa hai đội bóng này tại sân Gò Đậu rồi, và trận đấu vào thứ 6 tới sẽ vẫn giữ lửa như vậy. Bạn kỳ vọng gì ở trận đấu này? Hãy để lại comment xuống dưới nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành cùng V-League 2023-2024.